Ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Sa Cát Tường, đến từ trường tiểu học Võ Trường Toản, thành phố Cần Thơ. Hôm nay em rất vui mừng và vinh dự được tham gia cuộc thi Em là phát thanh viên do đài truyền hình Kiên Giang tổ chức. Từ nhỏ em đã có niềm đam mê đặc biệt với việc đọc sách và kể chuyện. Từ nhỏ em luôn thích thú với việc chia sẻ và những câu chuyện thông tin bổ ích và những cảm xúc qua giọng nói của mình. Điều này không chỉ giúp em tự tin hơn mà còn mở ra những cơ hội để em kết nối và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Qua cuộc thi này, em mong muốn được học hỏi và trao dồi thêm kỹ năng phát thanh viên của mình. Em tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần nhiệt huyết, em sẽ mang đến những phút giây thư giãn và ý nghĩa cho quý vị. Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban giám khảo và quý vị khán giả đã nghe phần giới thiệu của em. Em tin rằng em sẽ nhận được sự ủng hộ và động viên của mọi người trong cuộc thi này. Xin cảm ơn.